bộ. Tự nhiên khách sạn bên cạnh hai cái xe chữa lửa tới luôn. Mẹ nó vô đi rất là nhanh luôn, chạy bên đường. Dạ, cha con đi bên kia. Giờ bây giờ mình đi bộ nha. Tiếp tục đi đường bộ Nguyễn Huệ nữa nè. Wow. Một bãi biển nữa của Monterey. Biển trong xanh. Dọc bờ biển nè, cái này là cái con thuyền để mà đi tập thể dục thể thao nè, gọi là ocean kayak. Cái con thuyền đôi nè, mai mốt đi Hawaii đi phải đi con thuyền này, bắt buộc phải đi rồi xong rồi vô luôn biển đâu. Bên này nha, chỉ nha. Cô ơi có là nhiều người xem. Coi nó nè, quá trời luôn. Ôi tối hôm qua hả, một đống luôn, nó bò lên. Ăn ngày thì nó đi kiếm đồ ăn. Nước sông xanh dữ sao luôn á. Rồi người ta nhảy kìa, người ta nhảy kìa. À, đi thuyền ra biển à, không đi vô đây. Đạp xe dọc theo bãi biển. 3 km, 6 km. Rồi bây giờ lát không ăn kem thôi mà đạp.